xin chào các bạn nhóm 183, đặc biệt là các bạn nữ ở vùng cao xa xôi lạnh lẽo. Năm mới thì xin được chúc, trước tiên là chúc bạn Diệp nha. Bạn Diệp chúc bạn sang năm mới mạnh khỏe và công việc và gia đình ổn định. Chúc bạn năm nay có thêm người thêm của. Đấy, còn thứ hai là bạn Thoan thì vâng xin cảm ơn anh. Thứ hai là xin chào bạn Thoan nhá. Tình hình là có cầu mới chưa? Chưa có à? Buồn lắm, không được, thế không được, thế tôi chưa có đâu. Nhưng mà tôi thấy là 23-24 là già đấy, nên phấn đấu đi. Thế thì bây giờ là tình hình là tiếp theo thì bạn Minh Lý. Chúc bạn sang năm mới bạn thêm người thêm của. Thêm người thêm của. Hay quá. Tiếp theo là bạn Phương Trang đấy. Trang thì sang năm mới thì xin chúc nhà bạn có người có của rồi, có công việc ổn định rồi. Thôi, chúc gia đình mạnh khỏe, niềm vui, vui từng phút từng giây, lúc nào cũng vui. Đấy. Hay quá. Quan trọng thế thôi. Tiền bạc các thứ thì cũng quan trọng đấy, nhưng mà vấn đề suy cho cùng phải có vui từng phút từng giây đấy. Còn đặc biệt là bạn đặt lưu với mình để cuối cùng, bởi vì là năm nay bạn rất là quan trọng đấy, bạn ấy có một cái mốc rất là quan trọng trong đời, đó là bạn sẽ có một baby mới. Chúc cho gia đình, chúc cho bạn năm nay là thêm người rồi, chắc chắn là sẽ thêm người rồi. Mẹ tròn con vuông này, tất cả mọi thứ đều được như ý. Quan trọng nhất là cái sức khỏe hôm nay chưa quan trọng là tiền bạc hay là công việc đấy, quan trọng nhất là mạnh khỏe này. Xin hết. Cảm ơn anh rất nhiều, mời anh về chỗ. Thay mặt ban tổ chức hôm nay giới thiệu anh Nhâm Trắng. Thằng kia nó đang thiếu, mày quay lại nó đi. Anh Nhâm Trắng gọi anh Trắng, bây giờ anh đen lắm. Bảo rồi thằng kia chúc thiếu, quay lại đi. Đấy này, còn có cái bạn Trang ấy. Bạn Trang thì cũng rất là buồn, bạn này bạn cũng đang học ở Hà Nội mà cũng gần với anh em mà chẳng thấy bạn đi hôm nay thế nào. Thế thì thôi thì cũng chúc nốt cho đủ, không là bạn tị. Em xin được chúc sang năm mới thêm người thêm quả. Thêm người thêm quả, thêm công việc. Hay quá. Sức khỏe. Việc có rồi. Việc có rồi thì có nữa, càng nhiều việc càng tốt. Có việc thì có tiền thì có công danh, có sự nghiệp, có niềm vui. Hay quá. Nói chung là cũng chỉ biết nói thế thôi, còn trong lòng thế nào thì không biết. Nó không biểu hiện ra được. Đấy, thì xin là chúc tất cả các bạn trong nhóm mình mà không có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, buổi tất niên ngày hôm nay, xin chúc tất cả các bạn và gia đình sang năm mới mạnh khỏe và đạt được nhiều niềm vui trong tất cả mọi lĩnh vực công việc gia đình. Xin hết. Cảm ơn anh. Anh chúc các bạn đều là thêm người thêm của, người thì được. Bây giờ yêu cầu là chuyển lời cho bạn Năm Trắng này. Trắng lắm đâu. Mày phải vấn đề mày phải đặt câu hỏi. Vâng, xin chào anh Trắng ạ. Anh Trắng cái gì? Anh Trắng xin anh cho biết anh đến từ đâu ạ? Mày lại hỏi câu khó thế, tao chả biết tao đến từ đâu. Anh Trắng năm nay có thêm người thêm của không? Trời mây nhà nhà đều sum vầy, đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng xuân, nhiều hoa tết cùng vui mà sao bằng niềm vui bố về, quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân, dù là nơi rất xa buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều từng bước chân như vội hơn.